Thùy Dương xin kính chào quý vị. Lần đầu tiên cho Thùy Dương gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị nha. Sắp chuẩn bị tới ngày tưởng niệm ngày mất của cố tổng thống đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm và em của mình là bào đệ cố vấn Ngô Đình Nhu. Thùy Dương chia sẻ một số thông tin về nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa phát triển trước năm 1975. Thì những cái nội dung này là Thùy Dương cũng đã chia sẻ nhiều lần ở những cái thời gian trước kia. Nhưng mà Thùy Dương thấy rằng là Việt Cộng ngày hôm nay anh chị nó tuyên truyền có một cái nội dung mà nó cứ tuyên truyền ngày này qua ngày kia, nó cứ tuyên truyền và nhồi sọ, nhồi vào trong đầu bao thế hệ những cái thông tin rất là dối trá. Vì vậy cho nên Thùy Dương nghĩ rằng là Thùy Dương cũng phải nên lặp đi lặp lại những cái vấn đề mặc dù rằng là Thùy Dương đã làm rồi. Và ngày hôm nay thì cho phép Thùy Dương để hình cố tổng thống ở đây, cố tổng thống Ngô Đình Diệm như một cái sự tri ân. Mặc dù rằng là Thùy Dương sinh năm 1985, Thùy Dương không có hưởng thụ, không có thừa hưởng, không được sống trong một cái thể chế độc lập mà ông bà của mình đã từng được có cơ hội sống trong giai đoạn đó. Mình không có cảm nhận được, mình không biết được. Thì nhờ là đến với thế giới tự do cho nên là Thùy Dương có những cái nguồn tư liệu quan trọng và nó giúp cho Thùy Dương thay đổi cái suy nghĩ từ chỗ là không thích cố tổng thống Ngô Đình Diệm, xem thường cố tổng thống Ngô Đình Diệm thì đi đến chỗ là tôn trọng và cảm thấy mình thật là may mắn khi mình là con cháu của ông, gọi là của ngài đó quý vị. Dạ rồi, Thùy Dương mời quý vị nghe Thùy Dương chia sẻ cái nội dung là cái nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa phát triển trước năm 1975 và cái nội dung này đó quý anh chị Thùy Dương lấy trong quyển Lược sử Việt Nam Cộng Hòa. Đó, Thùy Dương bắt đầu chia sẻ nha quý vị, mà quý cô chú anh chị nhớ nhấn dùm cho Thùy Dương cái like. Thêm một cái nữa là Thùy Dương thấy có nhiều người rất là khắt khe. Thùy Dương nói nhiều rồi, lịch sử là một cái đề tài khá là gì anh chị khô khan và rất là nhàm chán. Vì khô khan và nhàm chán đó, nó dẫn đến là nhiều người trẻ đã không quan tâm tới lịch sử. Vì vậy cho nên á, khi mà Thùy Dương làm một cái chương trình gì đó nói về chính trị, thì mình luôn luôn có những cái yếu tố hài, không? Mình làm mình xoa dịu đi cái sự căng thẳng, có nhiều người cũng không chịu nữa, khó khăn. Bây giờ ví dụ như một cái lớp học 45 phút mà học liên tục 2 đến 3 tiết toán toán mà hả, toàn là ngồi căng não lên, căng đầu óc lên để mà suy nghĩ để tìm ra cái kết quả của cái bài toán đó thì làm sao chịu nổi. Thì ở đây cái hay, cái sự khác biệt giữa người thầy này với người thầy kia là cái người thầy làm sao dạy có hiệu quả mà học sinh không căng thẳng. Đó, không? Thì đó là ông thầy dạy giỏi. Cũng giống như Thùy Dương ngày hôm nay trong diễn đàn của Thùy Dương có thể ở mọi mọi lứa tuổi luôn. Nhưng mà đa số là những cái đứa em nhỏ. Những em nhỏ từ 24 đến 35 rất là nhiều. Những cái đứa dưới từ 18 tuổi đến 24 cũng rất là nhiều. Nhưng mà tự nhiên bây giờ bắt nó vô rồi nó ngồi nó nghe nghiêm túc như vậy, không có cái gì hết, thì rất là chán, không mình làm một cái gì đó hài hước cũng bị la nữa. Thôi bớt khó tính giùm Thùy Dương cảm ơn nha quý vị. Dạ. Nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa phát triển mạnh và đều đặn trước năm 1975. Dù cho chiến tranh xảy ra rất là ác liệt, cộng quân phá hoại khắp nơi, nhưng nhờ sự bảo vệ của quân đội nên các đường xá, các nhà máy, nhà sản xuất vẫn hoạt động mạnh và điều hòa. Đây gọi là điều hòa chứ không gọi là điều độ hay là ổn định, gọi là điều hòa. Có thể nói nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa trội hơn hẳn các nước Đông Nam Á. Đọc tới khúc này để chúng ta có cái nhìn vào giai đoạn này với lại Hàn Quốc, với Nhật Bản, với Singapore để cho Việt Cộng nó nó tức tại vì nó giấu nhiều chục năm rồi, giờ mà Thùy Dương đưa ra lộ tẩy hết rồi. Nền kinh tế Việt Nam hơn hẳn nền kinh tế Nam Hàn lúc đó. Việt Nam có đủ các nhà máy tối tân, hệ thống ngân hàng, thương mại phát triển mạnh mẽ gồm có 31 ngân hàng Việt Nam, 14 ngân hàng ngoại quốc và có 184 chi nhánh ngân hàng ở các tỉnh và các thị xã. Ngân hàng chuyên về phát triển kỹ nghệ, ngân hàng đầu tư, ngân hàng tài trợ phát triển công kỹ nghệ, ngân hàng phát triển nông nghiệp, ngân hàng nông thôn, cho vay, cấp tín dụng, tài trợ nông ngư nghiệp để phát triển các ngành nghề và thủ công nghiệp. Hệ thống giao thông vận tải, hàng không, đường thủy, đường bộ,
vẫn được mở rộng nhất là miền Tây ra miền Trung và xa lộ Biên Hòa. Mặc dầu Cộng sản tìm mọi cách phá hoại cầu xá, đường xá, cầu cống, cướp bóc xe đò, nhưng nền kinh tế vẫn thịnh vượng. Dân chúng vẫn ấm no. Các kỹ sư, chuyên viên, thợ chuyên môn được huấn luyện ngay trong nước hoặc ngoại quốc. Hàng trăm ngàn nhân viên, công nhân chuyên môn được đào tạo, tốt nghiệp hàng năm về xây cất, cơ khí, điện tử, chuyên chở và các ngành nghề khác. Đọc tới khúc này thôi mình đã thấy được lực lượng lao động của Việt Nam thời đó là gì anh chị? Đã được đào tạo chuyên môn cao rồi. Cho nên là hỏi làm sao nếu mà họ có đi ra nước ngoài lao động đi chăng nữa thì cũng sẽ tạo ra những cái sản phẩm chất lượng phải không chị? Phải như vậy thì có lương cao chứ còn đâu như bây giờ. Nhưng mà ngày xưa thì người ta đâu có đi ra nước ngoài lao động đâu, người ta đi học xong người ta về, người ta giúp ích cho nước non. Nền giáo dục vẫn phát triển mạnh và điều hòa, mặc dù chiến tranh ác liệt, việc động viên quân dịch gắt gao. Số sinh viên học sinh vẫn gia tăng đều tại các viện đại học, đủ phân khoa như là y khoa, luật khoa, văn khoa, khoa học, kỹ thuật ở các nơi như Sài Gòn, Huế, Đà Lạt, Nha Trang, Cần Thơ, sư phạm Vạn Hạnh, Minh Đức, Văn Lang, quốc gia hành chánh, quốc gia âm nhạc, trường trung học ở các tỉnh, quận, huyện, đâu cũng có các trường công lập và các trường tư thục. Thì năm 1974, sinh viên đại học gồm có là 96.916 người. Mở thêm nhiều trường đại học ở các nơi, riêng về đại học y khoa có 3 trường học. Học sinh trung học đã lên đến 1.048.138 người, tiểu học gần 3 triệu học sinh. Ai nói thời Pháp người ta bị dốt cái gì? Ông thời Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất bị dốt. Mà ngày xưa bao nhiêu triệu người, hình như có mười mấy triệu người ở trong miền Nam thôi. Mà anh chị thấy con số mà người học trung học đã lên đến như thế này, người thì học tiểu học gần 3 triệu học sinh. Mà nói là người dân sống trong thời đó bị dốt dữ lắm. Các kỳ thi tú tài ở Sài Gòn đã thi theo phương pháp mới, chấm bài thi bằng máy điện toán tối tân nhất lúc bấy giờ của hãng IBM, loại máy 360-40, kết quả rất là chính xác và nhanh chóng. Ngày xưa mà người ta đã chấm thi bằng máy rồi, còn ngày hôm nay chấm bằng tay đó. Tôi đi rời khỏi Việt Nam 7 năm rồi, tôi hy vọng cái này tôi nói đúng, không sai nha. Cho nên thì Dương nói là chỉ cần ở đây 10 năm, 20 năm thì mình chia sẻ những cái chuyện Việt Nam bắt đầu nó trước quốc. Cho nên thường thường những người mà ở trong nước mới ra, họ lên tiếng, họ đấu tranh, nó sẽ có cái tầm ảnh hưởng hơn là những người đã ở nước ngoài lâu năm. Kỹ nghệ dầu hỏa cũng phát triển, nhà máy lọc dầu thành Tuy Hạ chứa lượng dầu rất lớn. Khai thác khí đốt và dầu hỏa ở khu vực mỏ dầu Vạch Hổ, ngoài khơi Vũng Tàu. Đại đa số các gia đình đã nấu ăn bằng khí đốt, không dùng dầu hỏa và than nữa. Nông nghiệp sản xuất nhiều lúa gạo, cây kỹ nghệ cao su, cà phê, trà, mía, nho, đậu nành, đậu phụng, bông vải, vân vân. Cây ăn trái, rau quả và hoa màu phụ. Có nhà máy xay, rồi sát, sấy lúa gạo theo phương pháp khoa học. Có các nhà máy làm các loại phân bón để tăng năng suất, lập các kho dự trữ lúa gạo ở các địa phương. Thì mình đọc tới đây là mình cũng thấy là đời sống ngày xưa hơn hẳn bây giờ rồi. Sử dụng các nông cơ, máy cày, máy ủi đất, máy bơm nước, máy gặt lúa, đập lúa. Viện nghiên cứu lúa giống sản xuất loại lúa thần nông, sản lượng rất cao, ngắn ngày chịu được khô hạn. Sau này Cộng sản đem về Bắc đổi lúa thần nông thành lúa nông nghiệp. Thì trước năm 1966, miền Nam vẫn xuất cảng gạo ra ngoại quốc. Nhưng sau năm 1965, Cộng sản khủng bố nông dân, phá hoại nông cụ, nông dân phải bỏ chạy ra thành thị, nên không còn xuất cảng được lúa gạo nữa. Đà Lạt và Lâm Đồng là hai nơi sản xuất nhiều loại rau, hoa quả có tiếng để mà xuất cảng. Cao su nè, quế nè, cà phê là các loại xuất cảng được nhiều nước ưa chuộng.
Trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ở những nơi đồn trú cũng có phong trào phát huy nông mục, chăn nuôi và trồng rau quả để mà giúp đỡ trực tiếp cho các gia đình binh sĩ. Ngư nghiệp miền Nam có một cái đường bờ biển dài đó quý vị, rồi sông rộng, nền ngư nghiệp nuôi cá, nuôi tôm phát triển thì nghe đến cá, nuôi cá bè trên sông, trên biển. Và nhờ nhà máy dệt lưới ni lông vừa bền vừa rẻ, tiện lợi rất là phát đạt. Ồ, tự do, quý vị thấy cái chữ tự do ghê không? Sản xuất cá bột, cá giống, cá chép, cá rô phi. Có những nhà máy đóng cá tôm hùm ở Sài Gòn, Phan Thiết. Nghề chăn nuôi cũng phát triển, có các công ty sản xuất thực phẩm gia súc, gia cầm. Có nhà máy làm thịt heo, thịt bò, Nissan. Nhà máy sữa, Foremost. Nhà máy đóng đồ hộp, vân vân. Không những sản xuất đủ dùng trong nước mà hàng hóa Việt Nam còn xuất cảng ra thị trường ngoại quốc như là Pháp, Đức, Anh, Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Nam Dương, Mã Lai. Ôi trời ơi! Thùy Dương đọc tới khúc này mà trong lòng mình cảm thấy mình tiếc nuối một cái gì nó to to lớn lắm quý vị ơi, nó mất mát một cái gì nó kinh khủng lắm. Thì nhờ cái chỗ này đó anh chị, thì cái nền kinh tế của mình nó mới có gì anh chị? Nó mới có tiền để lo cho người dân được. Đó, tạo công ăn việc làm cho người dân ở trong nước và xuất cảng hàng hóa ra đến nước ngoài, mà toàn là xuất đi đến những cái quốc gia thứ dữ không à. Những quốc gia tư bản có tiền không à. Ngậm đắng nuốt cay quý vị ơi. Các nhà máy điện, điện Đa Nhiêm, Thủ Đức, Sài Gòn và các nhà máy điện khắp nơi trong nước cung cấp đủ điện lực cho các công kỹ nghệ và tiêu dùng. Nghe nói giờ là mua điện ở bên Lào phải không bà con? Đó. Khu kỹ nghệ Biên Hòa gồm các nhà máy sản xuất và lắp ráp máy cày, các nông cơ làm gạch ngói bằng máy, sản xuất vật dụng xây cất, chế tạo các dụng cụ thông thường. Các nhà máy sản xuất vật liệu xây cất, dụng cụ vệ sinh như là bàn cầu nè, lavabo, máy nước nóng. Người ta sản xuất ra người ta làm luôn đó. Mấy cái thông tin này dưới cổng nó giấu, nó tuyên truyền có. Cái những cái đó là do Mỹ đầu tư hết á. Mỹ bỏ tiền ra hết đó. Không có. Đó. Cho nên mình biết mà mình không nói mình có tội với dân tộc, với đồng bào mình không? Phải nói. Rồi đó, cho nên những người mà bưng bô cho Việt Cộng nghe, chúng ta hiểu, đừng bưng nữa, đừng bô nữa, buông nó ra đi. Phải có tự do, đất quốc gia mới phát triển được. Nhà máy cán sắt thép, tôn, làm dây kẽm gai, làm ván ép, làm tôn fibro cement, lợp mái nhà, nhà máy làm giấy Cogido, nhà máy làm thủy tinh Khánh Hội, nhà máy làm đồ nhôm, vật dụng plastic, làm bao ni lông, nhà máy làm bột ngọt nè ha, rồi nhà máy chế biến lông vịt xuất cảng vân vân. Lông vịt nó mắc lắm nha quý vị. Bây giờ mà Thùy Dương mua cái mền mà nằm ngủ bằng lông vịt nó mắc tiền lắm đó, chứ không có rẻ đâu. Cho nên ngày xưa Thùy Dương nhớ thời còn nhỏ là người ta hay đi gom lông vịt, giờ hết rồi. Mà mua một cái mền lông vịt, trời ơi, tôi không có dám mua luôn, nó mắc tiền lắm. Có ai tặng tôi cái mền lông vịt không? Lông vịt nó ấm nha bà con. Dạ, tiếp theo nha. Khu kỹ nghệ Thủ Đức có nhà máy xi măng nè, nhà máy điện, nhà máy nước, làm đồ hộp, đồ gốm, sơn mài, nhà chế tạo, nhà máy chế tạo đồ điện tử, lắp ráp, nhà máy lắp ráp máy tivi, radio. Cũng có nhà máy xi măng Hà Tiên, nhà máy xi măng Long Thọ, Huế. Những nhà máy làm xe đạp, chế tạo cơ phận rời và lắp ráp ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe cyclo máy, xe lăn ba bánh, sản xuất xe hơi Lada Lát năm 73, trước năm 73, 75. Ngoài ra còn có các nhà máy khác như là các nhà máy dệt bông sợi Vinatexco, Vimitex, Sicovina, nhuộm màu, nhà may mặc quần áo, nhà máy làm chăn mền khăn tắm, Tân Tiến, Sakimen, nhà máy đường bột ngọt, sản xuất sữa bột, sữa đặc có đường, rượu bia, thuốc lá, bánh kẹo. Trục cha, quá trời luôn quý vị. Ngoài ra lại còn có các nhà sản xuất đồ gia công mỹ nghệ như đồ gỗ, đồ sơn mài, đồ may tre đan. Tàu thủy vận tải hàng hải chở hàng ra ngoại quốc do người Việt làm chủ,
đậu chật ních ở các hải cảng lớn như Sài Gòn, Vũng Tàu, Cam Ranh, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, vân vân. Hãng tàu thủy chuyên chở Vinci của ông Trần Đình Trường có hàng chục chiếc tàu biển hạng lớn chuyển vận hàng hóa nhập và xuất cảng của Việt Nam đi và đến các nước. Hay, nhờ làm ăn vậy cho nên nó vô nó có 16 tấn vàng trong ngân hàng rồi nó vơ vét của cải dân nữa. Đó, của cải của dân đó, mà nó nói của tư bản của Mỹ đem vô. Trời, lúc mà Thùy Dương qua tới Na Uy, cái Thùy Dương đi ra ngoài cái cảng kia kìa, nó trời, quá trời, tàu mà gọi là tàu thứ dữ của Na Uy hả? Trời ơi, dựng san sát, có đâu Na Uy giàu dữ thần vậy. Mình là một cái đứa mà sinh ra trong vùng nông thôn mà, mình thấy toàn những cái xuồng gỗ, xuồng ba lá không. Cái mình đi qua tới Na Uy, tới cái cảng ở thủ đô Oslo nè, mình ra thấy, mình thấy tàu của người ta, mình bật ngửa. Tàu nào tàu nấy đẹp dễ sợ, đẹp nó sang trọng làm sao luôn á. Mình mở mắt ra mình đâu có thấy gì của thời trước đâu, mình thấy sau này là dân nghèo gần chết. Cái mình bước ra mình đây, mình tá quả. Cái chút trong đầu của Thùy Dương lúc đó là còn đảng còn bác à, nhờ có đảng nhờ có bác à, không biết. Tại vì nó tuyên truyền quá trời quá đất mà. Lúc mà Thùy Dương đi là Thùy Dương đã nhiêu anh chị, 32 tuổi rồi còn gì. Cho nên là khi mà mình đọc, mình hiểu được cái nền kinh tế của miền Nam Việt Nam mình ngày xưa cũng đâu có thua gì những cái quốc gia ngoài đây đâu. Tức, ta nói tức ta không cam tâm, ta nói ta phải la làng lên thôi, không thể nào để im được. Kỹ nghệ buôn bán, làm vàng bạc, làm nữ trang, làm vàng lá cũng rất là phát đạt, có đầy đủ hết trơn, đâu thiếu gì đâu quý vị. Nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh là nhờ vào phát triển điện lực gấp 10 lần so với trước. Điện lực phát triển 10 lần. Ngoài ra cũng còn có cả viện nghiên cứu nguyên tử lực ở Đà Lạt để mà nghiên cứu và phát triển năng lực nguyên tử. Giờ ở Việt Nam có không quý vị? Tôi không biết cái này, anh chị bổ sung giùm mấy bạn dư luận viên nói giùm tôi thử coi. Về giải trí đó, thủ đô Sài Gòn có trên 20 rạp hát và rạp cine. Cuộc sống người ta đầy đủ quá trời, người ta hưởng thụ vậy thôi chứ. Cho nên người ta đi là người ta về. Việt Nam đầy đủ đâu thiếu gì đâu mà ta đi luôn. Còn giờ Việt Nam nó cũng tuyên truyền là trong cái giai đoạn giờ Việt Nam đầy đủ, mà ta đi được một cái là người ta đi luôn, mà thậm chí đi lao động thôi mà hết hạn hợp đồng lao động không chịu về. Còn ngày xưa vậy nè, ta đi cái ta đi du học ta về, tại vì ở quê hương người ta có gia đình, có vợ có con, có người thân của người ta, có bạn bè ở đây, ta về ta phát triển đất nước, đâu như Việt Cộng là phá hoại đất nước, cho nên ta đâu có muốn ở. Những rạp lớn như là Rex, Majestic, Đại Nam, Eden, vân vân, ở các thành phố lớn đều có nhiều rạp hát và cine. Nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa trước 30 tháng 4 năm 1975 tiến triển đều đặn và rất là thịnh vượng. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì Cộng sản Bắc Việt đánh chiếm được miền Nam, rất là ngạc nhiên thấy được Sài Gòn và các tỉnh miền Nam giàu có thịnh vượng, hàng hóa đầy rẫy, dư ăn thừa mặc, không như lời tuyên truyền lừa dối của Cộng sản nói là miền Nam nghèo đến nỗi hả không có cái bát mà ăn, phải ăn bằng gáo dừa, và kêu gọi miền Bắc phải vào cứu miền Nam. Đảng Cộng sản kêu, Đảng Cộng sản tuyên truyền chứ ai kêu. Miền Nam nghèo khổ vì bị ngụy Mỹ ngụy bóc lột đến xương tủy. Trái lại miền Bắc thì quá nghèo đói, đáng lẽ ở miền Nam phải ra cứu miền Bắc mới đúng. Ở miền Bắc ai có được cái xe đạp là giàu dữ lắm rồi, là quý lắm, như người có xe hơi vậy đó. Xe đạp hả, bị đánh thuế như là ô tô ở trong Nam. Xe nào cũng phải đeo biển số thuế to tướng trên xe. Không ai có được cái radio nữa. Trong khi miền Nam hả, chỗ nào cũng thấy xe Honda, xe gắn máy, xe taxi. Xe đạp hả, thì đi tự do, không bị đánh thuế, không phải đeo biển số trên xe. Còn radio và máy tivi hả, không những ở thành thị có mà nhiều ở nhiều nhà ở thôn quê nó cũng có. Nói tóm lại đó, Việt Nam Cộng Hòa đang bị chiến tranh xâm lược của Cộng sản rất ác liệt, nhưng nền kinh tế vẫn phát triển mạnh nhất so với các nước Đông Nam Á. Không những sản xuất đủ dùng trong nước mà còn xuất cảng nữa. Thì khi mình đọc tới đây mình thấy được cái tài của người lãnh đạo. Làm sao trong giai đoạn đó mà có thể
vừa sao anh chị chống giặc vừa đánh giặc mà có thể giúp người dân phát triển kinh tế, đó là cái tài của một cái người đứng đầu một quốc gia. Đội ngũ công nhân xây cất nhà cao tầng ở miền Nam được Cộng sản chú ý nhất ngay sau khi chiếm được miền Nam. Họ đưa ngay các công ty xây cất này ra Bắc để xây cất. Ngay khi Cộng sản miền Bắc cưỡng chiếm được miền Nam, họ đã tịch thu tất cả tiền bạc tại các ngân hàng. Tiền của người thường dân gửi cũng bị tịch thu, không được lấy ra hay chỉ cho lấy chút ít rồi thôi. Đổi tiền hai lần làm người dân miền Nam điêu đứng, biến người dân đang giàu có thành vô sản đói nghèo. Đồng bạc miền Nam lúc đó rất có giá trị, trước 75 đồng, sau 125 đồng bạc miền Nam ăn 1 đô la Mỹ. Nhưng Cộng sản đã xóa bỏ tiền miền Nam, bắt ép miền Nam phải đổi 500 đồng miền Nam mới được 1 đồng tiền miền Bắc. Tiền miền Bắc không có giá trị gì đối với quốc tế, thế mà 1 đồng tiền miền Bắc lại có giá trị bằng 4 đô la Mỹ. Để mua đồng tiền miền Bắc thì phải có 4 đô mới mua được nha quý vị. Thật là phi lý, tiền miền Bắc mất giá trầm trọng. Bây giờ hơn 20.000 đồng tiền miền Bắc mới đổi được 1 đô la Mỹ. Việc đổi tiền làm người dân miền Nam mất hết của cải, trắng tay, lụng bại, đói khổ nên nhiều người đã phải tự tử. Phá hoại nền sản xuất của miền Nam bằng cách tịch thu các nhà máy, xí nghiệp, nhà buôn, cơ sở thương mại, cơ sở sản xuất, đánh phá tư sản, cướp hết tài sản của cải tiền bạc. Các cán bộ cộng sản ngoài Bắc vào cai trị trong Nam lúc đó vơ vét của cải của dân miền Nam, chia nhau vụn trộm mang về miền Bắc xây nhà xây cửa trở nên giàu có. Sau đến ngoài Bắc vào những nhà cán bộ đều thấy trưng bày những đồ đạc trong nhà còn ghi nhãn hiệu của miền Nam hoặc tên các công ty của miền Nam bị tịch thu đem về Bắc chia cho nhau. Đường Nguyễn Huệ, đường Tự Do, đường Lê Lợi, các phố chính ở Sài Gòn lúc đó, các gia đình thương mại đang sống bình yên thì bị cưỡng bách, bị đuổi đi các vùng kinh tế mới để Cộng sản chiếm nhà. Họ đưa gia đình nông dân miền Bắc vào chia cho nhau, chiếm cứ từng nhà ở các phố ở Sài Gòn. Và các cái gia đình ở trong Sài Gòn thì họ phải bỏ ra đi và họ không cho mang theo một cái đồ vật gì khác ngoài cái bộ quần áo mặc trong người. Thật là thảm thương và tàn ác. Việt Cộng bắt các giám đốc hãng, các nhà sản xuất đi tù. Đi vô vào Nam, đi vô Nam giải phóng thống nhất đất nước, tự nhiên ta làm ăn kinh doanh, vậy những cái người đang làm chủ doanh nghiệp vậy cái bắt người ta đi tù, rồi biểu Việt Nam phát triển, đi vô giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Thời buổi 4.0 rồi các bạn vẫn còn nghi ngờ, các bạn còn bảo vệ cho chế độ, tôi không biết tôi nói gì đâu, tôi ngứa. Tự nhiên tôi đọc cái khúc này cái tôi nóng người ghê quý vị, mà Thùy Dương làm dạng video chứ mà Thùy Dương nói chuyện trực tiếp với Thùy Dương gào lên chết mất. Vô lý, một cái sự vô lý không tưởng tượng được quý vị. Tháo gỡ các máy móc đem về miền Bắc làm cho các nhà máy công kỹ nghệ sản xuất miền Nam tan tành. Đưa các người có nghề chuyên môn đi vùng kinh tế mới, chiếm đoạt tài sản, cả nước trở thành nghèo đói, khổ sở, phải ăn thực phẩm viện trợ hạt bo bo, thức ăn của trâu bò. Hạt bo bo là ăn vô làm sao là tới chừng mà đi ra y nguyên vậy, nó không có tiêu hóa được cái nha quý vị, còn nguyên dạng vậy luôn, ăn vô cho nó no tạm thời thôi chứ ngày mai là ra hết. Diệt trừ các nhân tài trí thức miền Nam, từ khoa trưởng các trường đại học, giáo sư, luật sư, bác sĩ ở miền Nam đều bị bắt đi tù đày, nhiều người chết ở trong tù. Khi ra tù họ bị bạc đãi nên phải bị chết chóc khi vượt biên vượt biển. Chỉ có số ít được sử dụng lại như là giáo sư Võ Tòng Xuân, nổi tiếng về sản xuất lúa gạo, hay là hai bác sĩ quân y Trần Đông A và Phạm Thành Trai đã tách rời hai bé Việt Đức song sinh, dính liền nhau từ đầu đến chân, thành công hoàn toàn mà trước đó đã đưa sang Nhật nhưng không làm được.
Thật là rất tiếc, Cộng sản đã phí phạm nhân tài và trí thức miền Nam. Nếu Cộng sản Bắc Việt không cưỡng chiếm và phá hoại kinh tế miền Nam, thì cái nền kinh tế miền Nam sẽ phát triển bằng hay hơn hẳn nền kinh tế của Nam Hàn hiện bây giờ. Chỉ có Cộng sản Bắc Hàn là đói khổ mà thôi. Người Việt quốc gia chúng ta đi theo con đường quốc gia dân tộc là chính nghĩa. Chống lại chủ nghĩa Marxist Lenin là đúng. Vì chủ nghĩa Cộng sản chỉ đưa đến đấu tranh giai cấp, hận thù, chết chóc, hành hạ con người, nghèo đói. Mọi người dân chỉ là kẻ nô lệ cho đảng. Mất tự do, dân chủ, nhân quyền vì phải lệ thuộc miếng ăn vào sự phân phát của đảng Cộng sản, không được sống xứng đáng làm con người. Do chúng ta có thất bại tạm thời, nhưng lúc nào chúng ta cũng tự hào, hãnh diện về sự nghiệp chống Cộng sản của chúng ta. Cộng sản Việt Nam tìm đường mấy chục năm, tốn bao nhiêu xương máu của người dân, tốn bao nhiêu tài sản của đất nước vẫn bị lụng bại. Rốt cuộc, phải trở lại nền kinh tế tự do, kinh tế thị trường, bắt chước nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa mới khá lên được. Nhưng đến nay thì vẫn còn thua xa nền kinh tế của các nước lân cận như là Đại Hàn, Thái Lan, Singapore hàng mấy chục năm. Tuổi trẻ Việt Nam hiện nay rất là khốn khổ, không có công ăn việc làm. Hàng triệu người trẻ, tài nguyên ưu tú của đất nước phải đi làm thuê, làm mướn, làm nô lệ ở nước ngoài để kiếm miếng cơm manh áo. Vì Việt Nam vẫn độc tài, độc đảng, tham nhũng, chiếm nhà, cướp đất của dân, kiềm hãm phát triển kinh tế, cai trị dân theo luật rừng, một chế độ công an trị, người dân vẫn còn đau khổ, đói khát, thì kinh tế không thể tiến lên được. Chỉ có các đảng viên có chức có quyền hiếp đáp dân chúng mới giàu có mà thôi. Cho nên ngày 30 tháng 4 năm 1975, nữ cán bộ Cộng sản Dương Thu Hương từ miền Bắc vào đến Sài Gòn, nhìn thấy sự thịnh vượng, giàu có, khang trang và hàng hóa quá nhiều nên khóc lên và nói rằng chế độ Cộng sản là chế độ mang rợ. Đảng Cộng sản Việt Nam phải trả lại ngay cái quyền tự do, dân chủ và nhân quyền cho người dân Việt Nam. Từ bỏ hẳn cái chủ nghĩa Marxist lỗi thời thì Việt Nam mới có cơ hội tiến lên được và không bị Trung Cộng ăn hiếp và bắt nạt được. Đó thì cái nội dung vừa rồi đó anh chị thì cũng đã kết thúc cái phần chia sẻ cái nền kinh tế của miền Nam trước năm 1975. Thì Dương là một cái người mà sinh sau năm 75. Vậy mà Thùy Dương ngày hôm nay đi ngược lại hết những gì mà Cộng sản nó đã tuyên truyền. Và nó nghĩ rằng những cái lớp trẻ mà sinh ra dưới cái chế độ Cộng sản sẽ thấm nhuần cái đường lối, cái tư tưởng đạo đức của Hồ, cho nên là sẽ không có ai mà có kiến thức, sẽ không ai quan tâm tới lịch sử. Tuổi trẻ bây giờ nó quan tâm tới hàng hiệu, túi xách, những cái thứ mắc tiền, ăn chơi và hưởng thụ. Nó không ngờ rằng cũng còn một nhóm người trẻ khác có cái tâm với quê hương dân tộc, cho nên phải moi ra những cái sự thật mà nó đã giấu giếm. Không thể nào, phải không? Các anh có tuyên truyền như thế nào, nhưng mà sự thật là sự thật, các anh không có giấu được. Đâu phải là các anh nhồi sọ như vậy rồi, có thể nào các anh thuần hóa được những cái người mà sống với chế độ của các anh, chẳng qua là gì, người ta câm lặng thôi. Chẳng qua là người ta nói không được, người ta chịu đựng thôi. Người ta đang ngầm, người ta đang tìm cách. Chứ không phải rằng là người ta hả, người ta tuân phục, người ta gọi là gì anh chị, tâm phục khẩu phục đâu không có. Người ta chấp nhận, chịu đựng và người ta đang tìm cái kế nào đó để người ta phản kháng lại thôi. Chứ không phải là anh tài, anh giỏi gì đâu. Anh chỉ có gì quỷ quyệt trong cái vấn đề tuyên truyền dối trá và mị dân mà thôi. Dạ rồi. À, Thùy Dương xin dừng cái video này lại ở đây. À, chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin vui lòng đừng quên nha quý vị. Nhớ nha. Nhấn dùm cho Thùy Dương cái like cái. Nếu quý vị chưa nhấn ghi danh kênh thì hãy nhấn ghi danh để theo dõi những video tiếp theo của Thùy Dương. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại bà con. Bye bye.